Hình như từ cái lúc tôi bắt đầu làm vlog đến bây giờ tôi chưa giải thích cho các bạn là lý do tại sao tôi lại làm vlog đúng không? Theo tôi nhớ nó là như thế. Đúng rồi. Chưa đâu. Nhưng mà không hiểu tại sao tôi lại nhớ rất kỹ, rất rõ cái ký ức này. Có rất nhiều cái ký ức mà anh em mình có thể quên hoặc là nó không gợi nhớ, nó không ghi sâu vào trong đầu của anh em, nhưng mà cái mảng ký ức này nó lại in rất sâu vào trong đầu của tôi. Đấy chính là cái khoảng cuối cấp 1 đầu cấp 2 ấy. Anh em nhớ đấy là cũng là cái khoảng thời gian vàng của vlog anh JV. Khi mà đợt đấy mà mấy anh em kiểu như kiểu anh em mình Gen Z này xem anh JV rất là vui và kiểu xem chỉ có đợi cuối tuần để xem vlog anh JV thôi. Tôi nhớ là sau khi tôi xem một cái vlog nào đấy của anh JV, hình như là vlog bắt nạt hay là vlog x cộng 1 bằng 2 x bằng mấy ấy. Tôi nhớ rất kỹ đấy chính là sau khi tôi cười rất vui vẻ và sảng khoái ấy, và hết cái vlog đấy tôi có một cái suy nghĩ đấy chính là sau này nếu mà tôi có đi du học tôi cũng sẽ làm vlog. Bản thân tôi còn không hiểu tại sao là cái ký ức đấy nó in rất sâu vào trong đầu tôi, cho khi tôi lớn lên rồi tôi nghĩ lại tôi vẫn nhớ được nó và tôi thực hiện nó, và đến bây giờ tôi đã thực hiện được. Hay. Ví dụ đơn giản như kiểu là anh em mình xem phim cảnh sát, thế xong rồi anh em mình lớn lên ước mơ được làm chú cảnh sát. Hoặc là anh em mình xem phim Người vận chuyển của Jason Statham ấy, xong lớn lên mấy anh em làm shipper. Không phải một ví dụ hay lắm, mình biết rồi, mình biết. Đây chính là con cúp đã gắn liền 3 năm cấp 3 rồi. Bây giờ thì các bạn đã biết lý do tại sao tôi làm vlog. Thế nhưng mà tiêu đề vlog 100 tôi lại để là sẽ không còn vlog nữa. Tại sao tiêu đề lúc 100 tôi không làm vlog nữa? Tại sao tiêu đề lúc 100 tôi không làm vlog nữa? Tại sao tiêu đề 100 tôi không làm vlog nữa? Lần 4. Tôi sẽ làm vlog nữa. Tôi sẽ trở thành vlogger tuyệt vời nhất Việt Nam này. Tôi nghĩ là tất cả các bạn ở đây đang đều thắc mắc là tại sao tôi để cái tiêu đề là sẽ không còn vlog nữa. Tôi sẽ giải thích cho các bạn, nhưng mà trước tiên tôi muốn cảm ơn đến tất cả các bạn vì đã trong suốt thời gian qua ủng hộ và theo sát tôi. Đặc biệt đấy chính là trong vlog 98 hoặc là vlog 97, cái vlog mà tôi bị kẹt ở Cuba ấy. Tôi có bảo với các bạn là tôi không biết là tôi nên tiếp tục với việc làm vlog không, sau vlog 100 tôi có nên tiếp tục không ấy. Thì ở dưới các bạn comment rất là nhiều và nó đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Từ trước đến nay tôi không phải là thằng thích nhận những lời khen chê để mình thay đổi và mình tiến bộ. Thế nhưng mà sau khi mình kiểu reset cái đầu óc của mình, cái cách nghĩ của mình ấy, thì tôi nhận định đấy là những cái lời động viên. Chính xác là những lời động viên đến từ các bạn.
Và mình biết ơn các bạn vì điều đấy. Cảm ơn tất cả các bạn. Mẹ chưa trả lời câu hỏi của con. Gì? Tối nay mình định rủ mẹ đi bar các bạn ạ. Thì cái câu hỏi của mình dành cho mẹ chính là nếu mà tối nay con có về nhà bạn nào đến ngủ thì mẹ có để con về nhà bạn ấy ngủ nhỉ? Lầu. No. Lầu. Oh. You think you can control me? No. Are you sure? I'm sure. Okay, you go taxi home first. I'm gonna go taxi home with you and then I go. Anh nói gì cho vlog 100 của con? 1 triệu sắp. 1 triệu sắp bảo không được đâu. 1 triệu sắp. Không được đâu thì cũng phải phấn đấu. Sau 100 là phải 1 triệu sao? Sau 100 là 1 triệu không? Sinh nhỉ? Mẹ mình sinh nhỉ? Mình xin. Sinh nhỉ? Vẫn định mình. Ai định không? Come home. There's no better place. Waking up on Christmas Day. Bây giờ sẽ là vlog 100 của cháu. Lần cuối bạn xem vlog của cháu là vlog bao nhiêu? Quên từ năm ngoái thì 9 mấy. Thôi được rồi, 9 mấy nha. Rồi, vlog của rất cháu là hấp dẫn. Lúc nào bà cũng không bỏ qua. Bà đều xem cả. Công nhận. Bà phấn khởi lắm. Đúng. Con ạ. Bà phấn khởi lắm. Trước đây bà hãy còn trẻ, bà có bao giờ làm được những cái vấn đề như cháu bà đâu kìa. Vâng. Có làm được những gì như cháu bà đâu. Vâng. Cho rồi. Nên là bà thấy rất tự hào vì bà. Cháu bà đã làm được những cái việc mà để cho mọi người người ta tiếp thu trong sự sống. Vâng. Hay. Cháu thấy rất hay. Thế thôi. Các bạn. Đại cười. Cháu cảm ơn bà vì bà đã cho cháu những lời khuyên vào cái vlog 100 này. Thì chúc bà luôn được mạnh khỏe. Quên mất là mình chơi đề nhỉ. Còn về cái việc mà tiêu đề của cái vlog này là sẽ không còn vlog nữa thì mình muốn giải thích đơn giản cho các bạn đấy chính là tất nhiên là sẽ vẫn còn vlog. Thế nhưng mà mình sẽ không để vlog điểm số nữa. Thay vì sau cái vlog này sẽ là vlog 101, 102, 103 thì mình sẽ loại bỏ hoàn toàn chữ vlog đi và thay vào đấy chỉ là tiêu đề của cái video ấy thôi. Còn cái tiêu đề của cái vlog 100 này thì tôi clickbait. Được chưa các bạn? Các bạn hài lòng chưa? Hôm nay là ngày Giáng sinh, tôi up vlog ấy lên. Chúc các bạn có một ngày Giáng sinh vui vẻ cùng với gia đình, người thân, người yêu. Ok. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc. Lạnh quá. Lạnh. Chào các bạn.